rồi. Hôm nay sale sập sàn, vừa bán vừa tặng cho tất cả mọi người nha. Nhân viên đâu? Mang hàng ra đây. Cảm ơn. Đây là một siêu phẩm kính Chanel. Đấy, các chị nhìn thấy chữ Chanel chưa? Rất là to, các chị có thể đọc được dễ và nhìn thấy dễ, rất là dài. Nè, các chị nhìn nè, nó quá là xịn sò và nó quá là chắc luôn. Wow. Nếu mà các chị đi ra đường mà gặp thấy ai mà trêu mình nhé, các chị cứ lấy cái hộp này, các chị tán nó vào cho em, đảm bảo nó vẫn còn, nó không vỡ. Bây giờ em mở cho các chị xem nhé. Wow. Đẹp tuyệt vời, đẹp dã man. Ui, đẹp thật đấy các chị ơi. Bây giờ em mở hẳn nhé. Ui, rất là đẹp. Các chị nhìn thấy chưa? Bên ngoài mắt kính phủ lớp kim quang nano titan nha mấy chị. Kim quang nano titan nha mấy chị. Chống được tia cực tím, cực xanh, cực đỏ, cực vàng. Giờ em đeo thử cho các chị xem nha. Không sao các chị ạ, à, em lắc lại mà nó như là xịn, nó như là kiểu nhà nó mới các chị, em vẫn mới luôn. Bây giờ em đeo cho các chị xem nhé. Đấy thì buông ra một tí rồi không sao, em lắc lại nó càng được. Đây, các chị nhìn thấy em ăn diện không? Đấy, đeo cái kính này ăn diện ngay. Hôm nay là thứ bảy. Đấy, em đeo cái kính này như là em là sản băng băng ấy. Wow. Các chị ơi, cái kính này nhanh nhanh nữa để đeo được nhá các chị nhá. Các chị nhá, cái kính này nhá. Ai mà kính nhá, cận thị, loạn thị, phiến thị mà lèm lá. Để đeo được hết nha. Chị ơi, em chỉ có một cái kính duy nhất thế giới, em không có cái thứ hai đâu các chị nha. Các chị ơi, thở dài nha, em bán cái này, em bán cái đồng này, em bán cái kính này là 10 triệu nha các chị. Nhưng mà hôm nay nha, em giảm giá đi 300 nghìn nha các chị. Em giảm giá đi 300 nghìn nha các chị. Chị mua nhanh lên nha, không bây giờ hết đấy các chị. Úi dồi, chị Hai Đi Quang viết cái gì đây này? Để lại cho chị cái kính. Ok chị Hai Đi Quang, xin chào nha CEO, bông dưa đi hả? Nếu mà chị muốn mua nha, chị nha, chị để lại số điện thoại nha, em gửi hàng. Có chị hỏi, còn kính không em? Hết rồi chị ạ, à. Em có muốn duy nhất một chiếc thôi nhưng mà chị Hai Đi Quang chị em lấy rồi. Đợi em đi, nếu mà tháng sau kính về thì em sẽ livestream cho các chị xem. Tại vì bây giờ dịch bệnh, cho nên tất cả các chuyến bay bị cấm hết rồi. May là em chơi với một số người ở bên quân đội Mỹ. Vì vậy, vẫn có những chuyến bay đơn dụng. Cho nên, em á, thầm lặng được hàng về. Thầm lặng, thầm lặng. What? Tiếp theo mình bán cái gì ta? À, các chị ơi, em biết em bán cái gì rồi. Nó chính là bơm và băng đồ rất là dễ thương. Đây, các chị nhìn nè, tèm. Bây giờ em sẽ gọi nhân viên nhà em đeo thử cho các chị xem nhé. Nhân viên vào đây. Các bạn à,
mẫu nhà em với mẫu nhà em á, mình nó tuy xấu nhưng mà được cái tươi. Vừa gọi hiện đã bom hàng, xin quý khách giữ lấy lòng tự trọng của mình và đừng bao giờ gọi nữa. Gọi lắc cho mọi người nói thôi, bực mình ghê.
gì có tiền mà lấy. Mình đặt để bạn có động lực mà bán hàng đấy. Mình đặt để bạn có động lực mà bán hàng đấy. Xem lý do khách trả lại cho mình là gì đây? Khách đi đẻ không có nhà, lý do nghe vô lý nhưng vô cùng thuyết phục, chúc mừng khách nhé. Khách đi tù đột xuất, sao nhận hàng được thế này thì chịu rồi. Khách bảo khách chỉ đặt cho vui mồm, thế này thì các shop đóng cửa mất thôi. Khách nói chuyện rất côn đồ, bảo không mua, đưa tới là đập chết rồi tự máy. Khách nóng tính thế này sao dám giao hàng. Trời lạnh thế này, ra ngoài để mà chết rét à? Vậy người giao hàng chạy ngoài đường thì không lạnh hả khách? Bảo yêu mình, bảo quý mình, bảo ủng hộ cho mình mà lại đi bóp hàng mình. Thế là thương mình à? Thế là chơi đẻo mình rồi. Chơi đẻo mình rồi. Một năm mới an khang thịnh vượng và ăn sữa như ý. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video này ủng hộ cho con nhé. Bye bye.